gian hàng bài tròi cũng như là gian hàng lô tô, thu hút rất đông mọi người tham gia. Tối hôm nay thì thời tiết rất là đẹp luôn cả nhà, trăng đang lên rất là đẹp, ngồi xa đó là biển. Đây là câu nói đời thương thầy bao hết ghét, thời ghét thời móc ra tứ móc tứ móc. Còn tự móc nó đang ra rồi chơi ra không thấy cái gì đây. Người xưa thường nói trà tư rượu trăm, cứ kỳ đi âm hàng viên làm đau. Đừng nên say xin chị đều ghét gì, có tạng kết thì là anh ra ngủ dùm, là anh ra ngủ dùm, ngủ dùm, ngủ dùm, ngủ dùm. Bảy chuột con bảy chuột, con bảy chuột nó đã ra rồi, giờ đã con mấy cái gì đây, trời nào đã có hai chị con rồi, chắc là mỗi người chờ nhà bố tới, trong lòng tôi với tôi lại nhà bố luôn, trong chiếc đường buồn, trong chiếc đường buồn, bài ra con tứ, tứ sắc, tứ sắc có một, rồi tên này. Hai vé không vô một con.
quá trời, không đúng cái nào ở đây. Bản bài đã kết thúc rồi. Vì bánh xèo của cô mình thấy lúc nào cũng đưa lên đông khách hết. Bạn thấy rất là hoành tráng luôn. Bánh xèo gồm có mực, thịt và có cả tôm nữa. Chỉ 5.000 đồng một cái. Còn cái gì vậy? Theo như cô chia sẻ là du khách chơi tới khoảng 11, 12 giờ đêm. Nên cô phải đúc tới 11, 12 giờ đêm mới xong. Hiện tại thì du khách đến với lễ hội này mình thấy vẫn đông nghẹt người. Bình thường là con đúc ở đâu? Ngày thường con đúc bánh xèo chứ đúng không? Các bạn thấy khu vực trục đường chính ở khu vực ven biển này đông nghẹt người. Ở khu vực này là bán rất là nhiều bắp nướng. Những quầy bán đồ ăn thức uống các bạn thấy du khách đông nườm nượp luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các gian hàng ăn uống cũng như là các gian hàng giải khác. Mình thấy đông nghẹt người. Ở khu vực trước là bán rất là nhiều chè. Ở đây mình thấy bán nhiều chè trái cây này. Thu hút cũng rất là đông du khách ngồi về phía trong để mà thưởng thức các món chè. Ở đây bán chè trái cây nha. Chè bán không kịp luôn cả nhà. Du khách rất là đông. Chè này bao nhiêu ly em? Dạ 15.000 ly. À 15.000. Tôi thấy rất là nhiều loại trái cây luôn. 15.000. Đặc biệt là ở khu vực ven biển, các bạn thấy rất là nhiều các quán xá được bày bán ở khu vực ven biển rất là mát luôn. Và mọi người mình thấy đang rai rất là nhiều luôn. Sao? Rất là đông vui. Ra không khí lễ hội. Đặc biệt là các quán nhậu ở khu vực dưới biển thu hút rất là đông khách luôn. Du khách còn có thể lai rai ngay trên đường. Rất là nhiều các quán xá bày bán các đồ nướng cũng khá đông du khách. Đi ngang qua khu vực này rất là thơm luôn, cũng khá đắt hàng. Tại lễ hội cầu ngư năm nay, khu vực đông nhất vẫn là khu vực dành cho hát lăng. Lễ thuật hát lăng thì mình thấy chỉ có lễ hội cầu ngư mới có. Nên các bạn thấy rất là đông người đang tập trung xem hát lăng. Oh,
Trở về sân khấu gặp lại con mình, một lần nữa xin thông báo anh chị nào để con đi lạc yêu cầu trở về sân khấu gặp con. Thank you.
này mình thấy cũng có rất là nhiều gian hàng, bán rất nhiều đồ ăn luôn nè. Chỗ nào mình cũng thấy bán rất nhiều đồ ăn để mà phục vụ cho bà con tham gia lễ hội. Quay vlog mà. Đâu vậy con? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.